Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo và tập trung quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại đã triển khai đồng bộ, toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, trong năm 2017, ngoài những hoạt động chính của Cục về quản lý nhà nước như quản lý cấp phép hoạt động khuyến mại, xúc tiến thương mại, nghiên cứu phát triển thị trường, chính sách phát triển xuất khẩu, truyền thông và phát triển thương hiệu, quản lý kinh phí nhà nước hỗ trợ 93 tỷ đồng cho 121 đề án, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã hỗ trợ gần 7.000 lượt doanh nghiệp, giá trị các hợp đồng xuất khẩu đạt gần 554 triệu đô la Mỹ, tổ chức thành công tuần lễ tự hào thương hiệu quốc gia, triển khai hiệu quả hợp tác quốc tế với trung tâm ASEAN Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc, cơ quan phát triển Pháp AFD, cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ, viện thiết kế Hàn Quốc KIDP, vân vân. Được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương làm cái cầu nối nâng cao năng lực về cạnh tranh xuất khẩu, rồi là biết cái phương pháp mà giao lưu để kết nối cung cầu ở tại các cái thị trường mà mình có mong muốn để xuất khẩu. Đặc biệt, ngoài việc chủ trì và giám sát nhiều hội chợ trong khắp cả nước, nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia 15 hội chợ triển lãm có quy mô lớn, uy tín trong và ngoài nước như Hội chợ quốc tế Việt Nam Expo 2017, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam Food Expo, Hội chợ thương mại Việt Lào, Hội chợ ASEAN Trung Quốc CEA Expo, Hội chợ thương mại Việt Nam Myanmar, vân vân, đã góp phần tăng cường giao lưu kinh tế thương mại và đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường. Đây là lần thứ 8 Cà phê Trung Nguyên tham dự CA Expo và là đại diện cho ngành nông sản Việt Nam để quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm các mặt hàng nông sản thế mạnh nhằm thúc đẩy xuất khẩu vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc và thị trường Trung Quốc. Chúng tôi đã mở thêm chi nhánh tại một trong những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Quảng Châu. So với những hội chợ quốc tế thì cái hội chợ football Việt Nam mình thì đương nhiên là nó sẽ về quy mô sẽ nhỏ hơn, nhưng mà ở đây cái tính chuyên nghiệp của mình làm thì cũng không thua gì những cái hội chợ quốc tế. Tham gia cái chương trình gian hàng thiết kế thì công ty mong muốn rằng sẽ được học hỏi, nghiên cứu những thiết kế mới theo xu hướng hiện đại và đồng thời phù hợp với thị trường quốc tế để mình theo đó mình điều chỉnh những cái thiết kế cho nó phù hợp để mà vươn ra thị trường bên ngoài một cách vững chắc nhất. Bước sang năm 2018 với phương châm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, công tác xúc tiến thương mại tiếp tục tập trung vào tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động khuyến mại, hoạt động hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài, chủ động, tích cực tham gia vào các diễn đàn xúc tiến thương mại trong khu vực và trên thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu thị trường, ngành hàng, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ triển lãm mang tầm quốc gia và quốc tế ở trong nước và nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Cục Xúc tiến Thương mại trong năm 2017, đồng thời cũng nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt sử dụng hiệu quả nguồn vốn xúc tiến thương mại quốc gia trong tình hình mới, tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ công chức, viên chức của Cục cần tăng cường đổi mới sáng tạo, điều chỉnh các phương pháp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để đảm bảo các hoạt động này phù hợp với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây và trong tương lai. Cái việc mà chúng ta cần sửa đổi, chúng ta cần đổi mới, đó là cái điều cần làm. Nhưng mà quan điểm là trước mắt những cái gì mà đang làm tốt thì cứ để nó hoạt động. Và chúng ta vẫn tiếp tục thấy rằng cái gì nó còn chưa hoàn thiện hoặc là nó cần phải sửa đổi, chúng ta sửa đổi. Thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại quốc gia, quản lý nhà nước, đó là những cái việc hết sức quan trọng. Tin tưởng rằng với phương châm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, luôn là hoạt động thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh, đóng góp vào thành công chung của ngành công thương cũng như đất nước trong những năm tới.